Doon ako nag-confess. Sabi ko, pa, ngayon ko lang sasabihin talaga. Bakla talaga. Gulat ako sa reaction niya. Gumano lang sa kamay niya. Sabi niya, go girl. Have a happy... Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.